quay tự túc. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái sở thích mà không biết là mọi người có biết là mình có cái sở thích này không, nhưng mà nhìn mình sẽ không phải là một cái người mà có sở thích đọc sách đúng không? Tại vì đa số bạn bè kiểu cũng ít người á biết được là mình trông có vẻ kiểu chiến trông kiểu hay chửi bới rồi này kia ngày xưa ấy, thì lại là một người rất là thích đọc sách. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái sở thích này của mình với mọi người và chia sẻ cho mọi người luôn cái tủ sách. Đây là cái tủ sách con của mình. Đối với mình ấy, thì đây là một tủ sách rất là bé thôi, tại vì mình đã lớn lên với một cái tủ sách to hơn nhiều. Đấy chính là cái tủ sách của bố mình ấy. Để mà nói về cái sở thích đọc sách này của mình ấy, mình nghĩ là bố mình đã gieo trồng cái niềm đam mê đấy cho mình. Tại vì từ hồi còn bé, nhà mình đã rất là nhiều sách. Và bố mình là một người mà sưu tầm rất là nhiều sách. Có những cuốn sách rất là quý, có những cuốn sách mà kiểu xuất bản lần đầu tiên luôn á. Và mình lớn lên trong một cái kho tàng sách rồi chuyện. Và đặc biệt là mình có một cái tư tưởng rất là cởi mở và bay bổng, bởi vì những cái cuốn sách của bố có rất là nhiều cuốn mà được dịch từ những tác phẩm nước ngoài, và mình được tiếp xúc với cái nền văn học đấy rất là sớm, cho nên là nó đã một phần nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mình và nó trở thành một cái lối sống của mình á. Nhưng mà sau này khi mà lớn lên ấy, mình ra ngoài xã hội, mình lặn lội, mình kiếm tiền, rồi mình va vấp, rồi mình gặp chuyện này chuyện kia, rồi mình còn trẻ, tính mình sốc nổi, cho nên đã có nhiều cái thứ mà nó quấn phăng mình đi á, khiến cho mình cái giai đoạn tuổi trưởng thành, cái tuổi mà cảm xúc nó chưa được mình khống chế ấy, mình đã trở thành một cái con người khác so với cả mình hồi mà mình vẫn còn ở với cả bố mẹ mình. Đến bây giờ được khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì mình bắt đầu quay trở lại với những cái đam mê mà từ hồi còn bé. Đã bao giờ kiểu các bạn rất yêu, rất thích, đã từng rất yêu, rất thích những một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà sau đó kiểu tự nhiên bị cuộc sống nó cuốn phăng đi ấy. Xong đến khi mà hỏi ngược lại, các bạn không thể nào mà nhớ được là mình đã từng có những cái sở thích gì, chỉ đến khi mà các bạn va vào nó một lần nữa thì các bạn mới kiểu òa lên mà ừ nhở, tại sao nhở, tại sao bao nhiêu lâu nay mình lại kiểu bỏ rơi cái niềm đam mê đấy của mình, trong khi hồi còn bé, từ hồi rất là nhỏ mình đã từng là một người đam mê như vậy. Mình nhá, hồi còn bé khi mà mình tầm lớp 5 và tầm lớp 10, lớp 11 là tầm chưa lớn hẳn, vẫn kiểu nằm trong kiểu vòng tay bao bọc của gia đình ấy, thì mình là một đứa mà mình rất rất đam mê, thứ nhất là hội họa và thứ hai là văn học. Thời đấy á, nói chung là mặc dù nhà mình cũng mở internet, mở quán net, mình có chơi game chứ, nhưng ngay cả khi mà nhà mình được tiếp xúc với cái môi trường internet á, cái niềm đam mê và cái sự giải tỏa của mình ấy, nó luôn luôn nằm ở những trang sách và những bức vẽ mà mình vẽ ra. Thì chia sẻ với các bạn là như này, có những đêm á, mình đọc cái quyển Không Gia Đình. Ở đây các bạn nào biết tác phẩm Không Gia Đình? Tác phẩm Không Gia Đình là một tác phẩm kinh điển đối với mình. Nó hình thành cho mình một cái tiềm thức từ hồi rất còn bé. Mình đọc cái tác phẩm đấy là từ hồi mình lớp 5. Mà các bạn biết là lớp 5 mà đọc cái tác phẩm đấy thì nó rất là khó với một đứa trẻ lớp 5 ấy. Ai mà từng đọc cái tác phẩm đấy rồi thì sẽ thấy là những cái câu từ, những cái ẩn dụ, những cái ý của tác giả nó không phải là một cái gì đấy quá là dễ là đọc A là A đâu, mà phải đọc A là nó sẽ suy thành B, C, D. Với một cái đứa lớp 5 ấy, thì mình đọc cái quyển đấy mình cảm giác wow, trời ơi, đây kiểu như là một cái thế giới mà mình rất là ao ước, mình rất là muốn bước chân vào. Mình muốn sống với cái niềm đam mê mãnh liệt, những cái gọi là khổ, mình muốn trải nghiệm những cái khổ cực, những cái khổ đau của nhân vật, và mình muốn trải qua những cái hạnh phúc, giây phút hạnh phúc trong cuộc đời của nhân vật. Đến mức mà mình đọc, mình đam mê đến nỗi mà mình ví dụ như đi học về một cái này, ăn cơm, tắm rửa các thứ nhanh nhanh, xong rồi làm bài tập nhanh nhanh, là mình ngồi đọc từ 10 giờ tối, đọc đến 2-3 giờ sáng, là không muốn dứt ra, không muốn đi ngủ luôn ấy, chỉ muốn là đọc hoài để xem nhân vật, cuộc đời nhân vật sẽ đi về đâu, sẽ phát triển theo hướng nào. Sau đó rồi thì mình cũng phải ngủ chợp mắt 1-2 tiếng, xong rồi đến 6 giờ mình dậy đánh rửa mặt, rồi 7 giờ mình phải có mặt ở trường. Thì mình luôn tranh thủ những cái giờ ra chơi, chỉ tầm 5 phút hoặc là 15 phút thôi, để mình đọc ngấu nghiến.
Và từ đó nó hình thành cho mình, từ cái quyển không gia đình đó, nó hình thành cho mình một cái tiềm thức. Đấy là gia đình là thứ quan trọng nhất. Sau tất cả mọi thứ, tất cả những cái điều gì có đớn đau hay là vui sướng mà xảy ra trong cuộc đời này ấy, đến cuối cùng chỉ cần là mình có được gia đình của mình, ở bên cạnh, thì mình không có sợ hãi, mình không bao giờ sợ hãi. Bởi vì mình luôn có một điểm tựa, chỉ cần mình còn gia đình mà thôi. Cho nên á, hôm nay nhân một cái ngày cũng rất là cảm xúc, mình sẽ chia sẻ lại cái niềm đam mê của mình đối với mọi người. Và mình sẽ lan tỏa nó đến những bạn mà cũng có sở thích văn học giống như mình. Ok, đầu tiên thì mọi người có thể thấy đấy, là cái tủ sách của mình mặc dù cũng bé xíu thôi, tại vì vào Sài Gòn mình cũng chưa sưu tập được nhiều, nhưng mà mình cũng khá là đa dạng trong cái sở thích. Mình đọc khá là nhiều loại, ví dụ như ở đây thì mình có sưu tầm một cái bộ Harry Potter. Cái này nói thật với mọi người nhá, ai đã xem phim rồi ở đây chắc chắn kiểu mình nghĩ là 90% mọi người đã xem phim rồi, bởi vì đây là một cái bộ phim kinh điển. Nhưng mà các bạn ạ, mình là một người mà mình khi mà mình đọc truyện xong á, khi mà mình đọc truyện gốc của tác giả sang bản dịch nhá, thì mình không muốn xem phim nữa. Mình rất cố chấp các bạn, mình quá cố chấp luôn ấy, là mình chỉ muốn sống trong cái thế giới mà tự bản thân mình, khi mình vừa đọc, mình vừa khi mà mình vừa đọc á, xong mình vừa tưởng tượng ra trong đầu có ai như mình không, là khi mình bắt đọc bất cứ một tác phẩm gì, mình luôn tự tưởng tượng ra cái nguyên mẫu ở trong đầu mình, người đó trông như thế nào, mặt mũi như nào, và mình tưởng tượng ra nguyên một câu chuyện trải dài luôn. Xong đến khi mà tác phẩm đó chuyển thể thành phim á, thì nó không giống với những gì mà mình tưởng tượng, thì mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà cái bộ phim Harry Potter này thì thật ra là mình đã xem rất là nhiều đoạn cắt, là một cái bộ phim chuyển thể rất là thành công, thật sự là thành công. Cho nên là không có cái điều gì để mà chê trách về bộ phim cả, chỉ nó là cái sự cố chấp, nó là một cái sự kiểu quá cố chấp trong tâm lý của mình khiến cho mình không xem đầy đủ bộ phim đó. Ok, nếu như mà các bạn mà có điều kiện ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên đọc truyện, bởi vì thật ra đọc truyện nó rất là nhiều cảm xúc, và đặc biệt là bởi vì tiếng Anh của mình nó không phải là giỏi đến cái mức mà mình có thể xem từ đầu đến cuối một cái cuốn truyện mà không cần phải tra từ điển hay gì hết, cho nên là mình vẫn phải đọc bản dịch. Chứ thật ra nhé, có những chuyện mà nó đơn giản ấy, mình luôn mua bản song ngữ để mình vừa đọc bên tác giả gốc và vừa đọc bên dịch. Có những cái câu văn, những cái lời thoại ấy, mà chỉ có cái ngôn ngữ đó, chỉ có cái tiếng mẹ đẻ của cái người mà viết ra những áng văn đó mới có thể lột tả được hết những cái gì mà người ta muốn. Còn đôi khi dịch lại thì có người cũng dịch cũng hay hơn, có người dịch cũng kém hơn, nhưng mà để mà được lột tả được cái cảm xúc gốc của tác giả ấy, thì chỉ có thể là văn bản gốc thôi các bạn ơi. Đây là mình đọc bộ Harry Potter của Lý Lan Hương Lan dịch, in lần thứ 28, nhà xuất bản Trẻ. Ok, cái chuyện thứ hai ấy, thì lại kiểu hơi ngược đời. Đây là bộ Sinh Tử Nhật Thực Hừng Đông Trăng Non. Đây là bộ truyện mà các bạn đã xem một cái bộ phim rất là nổi tiếng mà nó chuyển thể, đấy là phim Twilight. Trạng vạng, hình như là trạng vạng hay là hừng đông gì đấy, mình không nhớ, nhưng có mấy phần đấy. Thì cái này thì hơi ngược đời là mình chưa hề đọc tác phẩm gốc, mặc dù nó ở nhà mình, nó ở đây, nhưng mà mình chưa hề đọc tác phẩm gốc, mà do mình xem cái phim đó, mình ngồi cùng bạn, xong bạn mình mở, xong rồi mình xem cái phim đó, mình thấy ôi trời ơi hay quá. Trời ơi, cái phim mà nó đã hay như thế này rồi thì cái tác phẩm gốc nó phải gọi là đẳng cấp. Cho nên là mình đã phải chạy ra tiệm sách, mình sưu tầm ngay về nguyên full bộ luôn, kể cả ngoại truyện rồi các thứ. Nhưng mà sau đó thì về mình chưa có thời gian để đọc, bởi vì nó quá là dài và nó quá là nhiều tập. Với cả các bạn có biết là cảm giác mà khi đã xem phim rồi, mình biết hết tất cả những cái kết cục, những cái dòng chảy của sự việc rồi, thì mình sẽ hơi ngại đọc truyện một chút. Nhưng mà mình vẫn sưu tầm đến đây, bởi vì mình biết là trong tương lai chắc chắn sẽ có những cái lúc mình ngồi lại và mình đọc. Và mình cũng muốn là một cái tác phẩm mà thật sự nó kinh điển, nó hay như thế này ấy, thì mình muốn lưu lại để sau này nếu như mình có con ấy, thì con mình sẽ được đọc và được thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời như thế này. Ok, thì chia sẻ một chút. Ủa, nãy đang nói đến đâu ta? À,
Còn một loại sách nữa mà dạo gần đây mình rất hay đọc và mình tìm hiểu, mình nghiên cứu, đấy chính là các loại sách art book. Ví dụ về lĩnh vực thời trang này, nội thất, mình có mấy cuốn như là Prada Catwalk nè, hoặc là All About It nè, hoặc là 100 Years of Fashion nè. Mấy cuốn World Whisky thì mình cũng tìm hiểu về nguồn gốc rồi, tại vì mình rất là thích uống whisky á, thì mình tìm hiểu đó. Thì dạo gần đây mình hay đọc sách art book, nhưng mà có một cái điều hơi bị cực, đấy là đọc sách art book thì mình phải tra từ điển rồi dịch rất là vất vả, tại vì từ ngữ nó cũng hơi khó một chút và nó về chuyên môn một chút. Thì đây mọi người có thể thấy một quyển từ điển rất dày, từ điển Anh Việt rất là dày, xong rồi mình còn có một cái cuốn từ điển Việt Anh cơ. Nói chung vất vả. Đấy thì cái sự nghiệp đọc sách của mình nó như vậy. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Ví dụ như bình thường các bạn đọc sách thì các bạn đọc theo theo ngày hay là theo tháng hay theo tuần gì? Còn bản thân mình á, cố gắng nha, mình luôn hôm nào bận quá thì thôi, nhưng mà mình luôn cố gắng là một ngày mình sẽ dành ra tầm 30 phút để mình đọc một cái gì đấy. Không cần biết là cái gì ấy mọi người ạ, mình sẽ đọc một cái gì đấy. Xong sau nếu như hôm sau cái đấy nó hay quá thì mình sẽ đọc tiếp. Hoặc là nếu như cái đấy nó không hay thì mình sẽ chuyển sang khác mình đọc. Nhưng mà mình luôn đọc và mình cố gắng tận dụng thời gian để mình đọc này đọc kia. Tại vì nhiều khi các bạn không biết đâu, nó sẽ ăn sâu vào trong tiềm thức của mình từ lúc nào không hay. Và từ đó nó hình thành ra cái sự, thứ nhất là trau dồi vốn từ. Nhiều khi các bạn cũng nhắn tin khen mình một chút là mình viết story hay là mình viết caption này kia, nó cũng ngôn ngữ của mình khá là đa dạng. Thì đấy là nhờ cái việc mà mình hay đọc sách. Cái thứ hai đấy chính là mở rộng cái hiểu biết và cái góc nhìn của bản thân, là mình đã từng đọc rất là nhiều từ hồi còn nhỏ, nhưng bởi vì lúc đó mình quá là bé, mình cũng chưa trải qua những việc đó. Mình đọc thì mình biết vậy thôi, nhưng mình không biết vận dụng vào bản thân và mình cũng không hiểu thật sự đấy là tác giả muốn nói cái gì. Nhưng sau này mà mình lớn lên á, cuộc đời nó quật cho mình mấy năm trời, sự hình thành và phát triển của mình nó lạc hướng, nó lệch lạc đấy. Sau đó mình bắt đầu mình tìm lại được cái thế giới quan của mình bằng việc đọc sách, thì mình giống như là bừng tỉnh. Các bạn có mình nghĩ là dùng cái từ đấy là đúng, giống như là bình tĩnh. Không phải là tôi chưa bao giờ biết về những cái lý lẽ đó, nhưng bây giờ tôi mới thật sự hiểu đó là gì và tại sao tác giả lại viết như vậy. Cái góc nhìn của mình nó bỗng nhiên là bắt đầu nó mở rộng ra. Khi mà góc nhìn càng mở rộng ra thì bản thân con người lại càng thấy nhỏ bé. Cái đấy là trải nghiệm thật sự của mình. Trước đó thời trẻ nông nổi mình nghĩ mình là một cái gì đấy nó cao siêu lắm. Mình là một cái gì, con gái một thân một mình ra ngoài đời lập nghiệp rồi này kia, rồi kiếm tiền nuôi gia đình này kia. Ủa, tôi là một cái gì đấy rất là đỉnh, tôi nghĩ là như vậy. Ủa, chắc bằng tuổi tôi chẳng ai như tôi. Xong rồi ngông nghênh, xong rồi gọi là rất là kiêu ngạo rồi này nọ, nghĩ tao là nhất, tao vô địch. Nhưng sau khi cái thế giới quan của mình rộng mở thì bản thân mình nhỏ bé lại rất là nhiều. Mình giống như là chỉ là một cái chấm rất là nhỏ trong cái hằng hà sa số những kiến thức, những con người, những sự vật, những hiện tượng, những cái gì đó xảy ra trong cuộc sống này. Mình là một cái gì đấy rất là nhỏ. Có rất là nhiều người đỉnh hơn mình, những người mà người ta sinh ra người ta đã mang cái sứ mệnh lớn lao hơn mình rất là nhiều. Mình không làm một cái gì hết. Thì lúc đấy cái con người của mình nó điềm tĩnh lại, nó bắt đầu chậm lại, nó bắt đầu nhìn nhận sự vật và sự việc đúng như là những gì mà nó đang là, chứ không phải là những gì mà mình nghĩ nó đang là. Thì mình không hiểu là mình nói thế thì các bạn có hiểu được ý của mình không, nhưng mình không biết diễn tả bằng một cách nào khác. Cái thứ hai là vun đắp cảm xúc. Mình đã từng là một đứa rất là nóng tính, rất là sốc nổi, rất là, nói chung là đụng đâu là tao đâm đó, nói chung là trụng mày đụng tao là tao trụng mày luôn. Nhưng mà sau khi đọc sách ấy, sau khi quay lại với cái niềm đam mê văn học, đam mê chữ nghĩa, thì bắt đầu mình trầm tính lại, mình kiểm soát được cái cảm xúc nhiều hơn, mình khống chế được những cái ý nghĩ tiêu cực trong não bộ nhiều hơn, và mình cảm giác cái cuộc đời này nó đáng sống hơn bao giờ hết. Tiếp theo, một cái tác dụng nho nhỏ nữa, không hề nhỏ nha, nó cũng rất là to lớn đấy, đấy chính là thư giãn.
siêu thư giãn luôn. Giống như khi mà mình sống một cái cuộc đời mình cảm thấy nặng nề quá, sao tao lại phải gánh vác những cái việc này, tại sao sáng ngủ dậy 7 giờ phải đi làm, rồi tại sao mình phải kiếm tiền, mình lo cho người này người kia, xong mà thấy gánh nặng vất vả quá. Thì khi đọc sách, các bạn thứ nhất là các bạn có thể thoát được cái vai mà mình đang sống. Các bạn bay đến đâu đó, các bạn nhập vào trong những cái nhân vật ở trong chuyện, một các bạn sống một cuộc đời khác với nhân vật. Và sau khi trải qua hết những cái cung bậc cảm xúc của nhân vật đó rồi thì mình mới òa ra, ờ, người ta còn khổ như thế, người ta còn trải qua những cái gì mà nó đau đớn hơn nhiều mà người ta vẫn có một cái happy ending. Thì này mình đã là gì đâu. Ok, lại gập sách vào, đứng dậy, sống tiếp, ngày mai lại là một ngày mới. Siêu thư giãn, giết thời gian và mang lại những cảm xúc tích cực. Không phải là cứ đọc truyện tiêu cực là mang lại cảm xúc tiêu cực, không. Tất cả những cái gì ở trong sách nó đều mang lại những cái cung bậc cảm xúc, nhưng đến cuối cùng bạn sẽ rút ra được một cái gì đấy mà rất có ích cho bản thân mình. Điều quan trọng là bạn phải lựa chọn đúng sách, và mình phải lựa chọn từ tác giả, từ dịch giả, từ tác phẩm sao cho cẩn thận, để cho cái thế giới quan của mình nó luôn tươi đẹp và luôn tích cực. Ok, thì mọi người cũng có hỏi Linh là trong tất cả những quyển sách mà Linh đã từng đọc thì quyển sách nào mà Linh thích nhất và Linh ấn tượng nhất? Đầu tiên phải kể đến đấy chính là Suối Nguồn. Cái quyển này ấy mọi người ạ, cái quyển này nó là đỉnh thật. Mình recommend cho tất cả mọi người ở đây là những ai mà chưa đọc Suối Nguồn ấy, mọi người nhìn thấy nó dày và mọi người sẽ rất là ngại, nhưng mà chỉ cần mọi người đọc thôi, xin mọi người đấy, chỉ cần mọi người đọc thôi ấy, thì nó là đẳng cấp. Nó không phải chỉ là một câu chuyện về nhân vật A làm gì, nhân vật B làm gì, hay là yêu đương hay là sự nghiệp. Nó là một hệ tư tưởng, nó giống như là viết lại một cái thời đại mà nó đã qua, nhưng viết lại một cách rất sống động. Và các bạn đọc truyện, các bạn sẽ trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc theo những cái nhân vật, theo những cái suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của họ ở trong quyển sách này. Và khi mà các bạn đã đọc rồi thì mình xin cam đoan là các bạn sẽ không thấy nó dày nữa. Khi mà mình đọc đến nửa quyển á, mình chỉ mong nó dài mãi thôi, đừng hết, xin đấy, năn nỉ đừng hết. Nhưng mà có vui nào thì cũng có lúc tàn. Nhưng mà cái kết của câu chuyện này thì làm mình rất hài lòng và thỏa mãn. Rất là tình cờ, bởi vì mình sang nhà Uyên Pu á, thì bên nhà nó cũng là hai vợ chồng nhà nó cũng rất là thích đọc sách, nhưng mà không có đọc những tác phẩm văn học nhiều. Thì cái tự nhiên thằng Lưu bảo là Linh mày hay đọc văn học thì mày đọc quyển này nhà tao đi, thấy bảo cũng hay. Thì là không biết là hai vợ chồng nó đọc hay chưa, nhưng mà thằng Lưu bảo là thấy người ta bảo cũng hay nhưng mà dày chưa đọc, nhưng mà dày quá thì gì đấy, mình không biết là nó đọc hay chưa nữa nhỉ, để về hỏi lại. Nhưng mà nó bảo là mày đọc đi, tao thấy mày hợp. Thế là mình lúc đầu mình thấy cũng hơi ngại ngại đấy, tại vì trông có vẻ mất thời gian, nhưng mà xong đúng là đúng đắn các bạn ạ. Mình về mình đọc ngấu nghiến và mình đọc chắc cũng phải 2 tuần, chắc phải 2 tuần, hơn 2 tuần mình mới đọc xong quyển này đấy các bạn ạ, xứng đáng lắm. Và một sở thích nữa của mình đấy chính là đọc tiểu thuyết kinh dị, tiểu thuyết trinh thám, chuyện ma rồi các thứ này kia. Và một cái tác giả mà nổi bật nhất trong số những tiểu thuyết kinh dị mà mình đọc, đối với mình thôi nha, đấy là quyển Kỳ Án Ánh Trăng của tác giả Quỷ Cổ Nữ. Tác giả Quỷ Cổ Nữ thì mình hình như là mình cũng phải đọc trên dưới 10 tác phẩm của cặp đôi vợ chồng này. Nói chung cái lối hành văn và cái tư duy setup câu chuyện của tác giả này mình rất là thích, và mình rất là có một thời gian mình rất là hâm mộ và mình tìm kiếm tất cả các tác phẩm để mình có thể đọc. Mọi người cũng có thể tìm hiểu thử. Ok, bỏ qua về vấn đề văn học đi, mình sẽ đi tiếp theo những cái sách mà mình thích đọc nữa. Đấy chính là những cái sách mà về Phật giáo. Mình rất là thích những cái tư tưởng, những cái ý niệm, những cái sự tâm linh một chút. Không hẳn là tâm linh, mình là một người tâm linh rất là lý trí nha. Nhưng mà nếu như để cho mình chọn một cái tôn giáo nào đấy để mình đặt niềm tin vào, thì mình nghĩ là mình là một kiểu một nửa Phật giáo đấy các bạn. Mặc dù mình không có theo đạo không gì hết, nhưng mà mình rất là hay đọc sách về Phật giáo. Và có một tác giả mà mình rất là thích, đấy chính là thầy Thích Nhất Hạnh. Và mình có sưu tầm cũng kha khá sách của thầy. Trong số đó thì có một cuốn mà mình thích nhất, đấy chính là Đường Xưa Mây Trắng. Đây là một cuốn kể về cuộc đời của một
mà mình cảm thấy nó chân thực và nó giống như là nó không phải là cố một cái sự cố hoa mỹ cái hình ảnh của Bụt lên, mà nó là Bụt giống như phác họa Bụt là một người rất là đời thường, cũng bằng da bằng thịt, và cái con đường, cái cuộc đời của Bụt trải qua như thế nào nó được phác họa rất là sinh động trong cái quyển sách này. Và mọi người, nếu như mọi người có cái sở thích thì mọi người hãy kiếm đọc, bởi vì nó làm cho tâm hồn của mình rất là thanh thản, và đọc khi mà đọc những quyển sách như thế này mình thấy rất là bình yên. Bên cạnh những cái quyển sách về Phật giáo thì mình cũng có những cái quyển sách ví dụ về cái vấn đề là nâng cao cái tư duy và ứng xử, ví dụ như là Đắc Nhân Tâm, Sức Mạnh Của Ngôn Từ, Thấu Hiểu Và Tan Biến. Đây, Sức Mạnh Của Sự Tĩnh Lặng đó, thì là những cái tựa sách mà nâng cao cái khả năng, thứ nhất là tư duy, và nâng cao cái sự, cái tính kiên nhẫn, cái sự nhẫn nại của bản thân, thì mình hay đọc. Tiếp theo thì trong tủ sách của mình có những tác phẩm kinh điển, ví dụ như Cuốn Theo Chiều Gió, Gone With The Wind, Hai Số Phận nè, Gatsby Vĩ Đại. Đây là cuốn mà mình rất là tâm đắc. Cái này là Không Gia Đình, cái này là bản mới làm lại rồi. Ngày xưa bố mình có một cái bản cũ, rất là cũ luôn, và lời dịch ở trong đấy rất là hay. Nhưng mà xong thì nhiều sách quá, xong rồi nhà mình làm nhà mới rồi này kia, dọn đồ, chuyển nhà, các thứ lung tung thì nó bị mất, cho nên mình rất là tiếc. Thì mình có mua lại một cuốn mới này. Ở bên đây là Đồi Gió Hú. Đây là một cái tác phẩm khi hồi nhỏ mình đã từng đọc rồi, xong sau đấy lớn lên mình đọc lại một lần nữa, xong rồi hồi hình như là hồi thi đại học mình đọc lại một lần nữa, xong sau đó vào Sài Gòn tầm đầu năm nay, hay đầu năm nay hoặc là cuối năm ngoái, mình lại đọc thêm lại một lần nữa, và lần nào đọc mình đều mang một cái cảm xúc rất là bồi hồi, rất là nửa cảm giác như nửa tiếc nuối mà nửa kiểu man mát buồn ấy. Và mỗi lần đọc mình lại ngộ ra một cái thứ tình cảm, một cái chi tiết gì đó mà khiến mình kiểu rất là xao xuyến. Mọi người nên đọc. Cái này là The Thorn Buds. Mình không biết là mình có đọc đúng hay không, bởi vì thời gian để mà nói thì mình thích tiếng Anh, nhưng mà mình ít khi phải trao đổi tiếng Anh với mọi người, cho nên là cái phát âm của mình không có chuẩn đâu. Nhưng mà mình đọc và mình dịch, rồi mình sử dụng ngôn từ thì nó sẽ chuẩn hơn là cái cách mình nói. Thì các bạn có thể thì chắc là các bạn cũng biết cái tác phẩm nổi tiếng này rồi đúng không? Là ngày xưa cái lúc mà mình đọc cái tác phẩm này, nó có tên là Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Một thời gian ngày xưa bố mình có quyển này luôn nhá, có quyển Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai luôn. Nhưng mà sau một cái thời gian mà mình lớn lên các thứ thì tự nhiên những cái quyển này nó ở nhà nó cứ mất, chắc là người ta sang ai kiểu hàng xóm các thứ sang mượn bố mình đọc, xong bố mình chẳng đòi, kiểu cứ mất dần ý. Mình rất là tiếc luôn, và mình có tìm lại để mình mua lại, nhưng mà tìm mãi không được. Nó thì nó chỉ có cái bản gốc tiếng Anh này thôi. Xong rồi mình nghĩ, ủa sao ta, tại sao mà một cái tác phẩm kinh điển như thế này mà lại không tìm được cái bản, không tìm được để mà mua. Thì về sau mình mới kiểu phát hiện ra, kiểu choáng váng luôn, là khi mà người ta xuất bản lại cái cuốn này thì người ta đã đổi tên thành Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết. Thì mình kiểu rất là sốc ở cái giai đoạn đấy, mình kiểu rất là sốc, giống như là một cái gì ký ức tuổi thơ của mình mà nó kiểu tự nhiên nó biến mất, nó bốc hơi ấy, như chưa từng có cuộc chia ly luôn các bạn. Thì tự nhiên bây giờ nó thành cái cuốn Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết. Thì thật ra mình cũng không đánh giá gì về cái tên này cả, nhưng mà kiểu cái kia nó là tuổi thơ, là ký ức tuổi thơ của mình ấy, cho nên ôi mình tiếc dã man ấy. Đây đều là những cái tác phẩm mà nên đọc nha các bạn, nên đọc. Ok, cái tác phẩm mà mình thích nhất đấy chính là Suối Nguồn. Trong này thì có vô vàn những đoạn trích mà mình thích, nhưng mà mình sẽ đọc cho các bạn một cái đoạn hội thoại giữa một nhân vật nam và một nhân vật nữ. Cái đoạn này là mình rất là thích và mình rất là tâm đắc luôn. Nhân vật nam nói với nhân vật nữ tên là Dominic, nói rằng: "Tôi không hiểu em, Dominic. Em đã từng làm như thế này rồi. Em cứ đồng ý làm việc, rồi em làm mọi thứ rất tốt. Và khi em sắp sửa có thể tiến một bước dài về phía trước, thì em lại phá hỏng bằng cách gây ra một việc như thế này. Tại sao chứ?" Nhân vật nữ trả lời: "Sẽ thật khủng khiếp khi có một công việc mà tôi thích và tôi không muốn mất nó." "Tại sao?" "Chúng ta đều đang trong một cái lưới. Cái lưới đó đang chờ, và chúng ta bị mắc vào bởi vì một ham muốn duy nhất.
anh mong muốn một thứ gì đó và nó trở thành quý giá đối với anh. Anh có biết có ai đang đứng ở kia sẵn sàng cướp nó khỏi tay anh không? Anh không thể biết. Nó có thể ở rất sâu và rất xa, nhưng có ai đó sẵn sàng và anh sẽ sợ tất cả bọn họ. Và anh sẽ luồn cúi, anh sẽ bò, anh sẽ van xin, anh sẽ chấp nhận họ chỉ để họ cho anh cái anh muốn. Và hãy nhìn xem anh đã chấp nhận những ai. Sau khi mình đọc xong cho các bạn đoạn này thì mình không muốn giải thích về nó, mà mình muốn các bạn tự hiểu nó theo cái cách của mình. Và hãy comment xuống bên dưới điều mà các bạn nghĩ về đoạn hội thoại này cùng với Linh nhé. Ok, video chia sẻ về cái sở thích đọc sách của mình chắc phải kết thúc ở đây thôi, tại cũng hơi dài rồi. Các bạn mà muốn Linh chia sẻ thêm gì về cuộc sống của Linh thì các bạn hãy nói với Linh nhé. Để nếu như mà thật sự là mình có thể chia sẻ cái lĩnh vực đó thì bọn mình sẽ chia sẻ với nhau. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.